Đã gần 6 năm qua, chương trình Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới của huyện Mai Sơn đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chương trình được triển khai tại tất cả các xã trên địa bàn, thu hút sự tham gia của cán bộ công chức viên chức của huyện cùng cấp ủy chính quyền và người dân. Qua đó thì góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để cải tạo, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn, định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần và ngày 20 hàng tháng, 21 trên 21 thôn bản của xã Triềng Mung, huyện Mai Sơn đã đồng loạt ra quân quét dọn các tuyến đường giao thông, trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cái tiêu chí môi trường là rất là vất vả, nhưng mà trong quá trình nỗ lực thực hiện thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt về cái tiêu chí số 17 về môi trường này, thực hiện đầy đủ. Và về cái thứ Bảy hàng tuần, cái chỉ kế hoạch của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã Triềng Mung về thứ Bảy ngày về cơ sở hàng tuần thì chúng tôi đã vận động nhân dân là tham gia đầy đủ thứ Bảy hàng tuần và ngày 20 hàng tháng để thu gom rác thải đầy đủ trong tháng. Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu ba sạch: sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ là một trong 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn về triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện chủ trương này, huyện Mai Sơn đã thành lập một tổ công tác cấp huyện và 22 tổ công tác cấp xã, thị trấn. Trong đó, tổ chức Hội Phụ Nữ là cơ quan thường trực đến trực tiếp các hộ gia đình, tuyên truyền, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Theo phân loại rác thì tôi cũng tuyên truyền là có mỗi hội viên, hội phụ nữ là có 3 thùng rác ở nhà. Và cũng chị em cũng thực hiện, nói chung là cũng đạt được 50%. Cũng chị em cũng đang cố gắng thực hiện về để cuối năm cũng sẽ rà soát cho các chi hội của hội viên của mình là sẽ được đạt kết quả nhiều hơn. Qua công tác vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, chị em chi hội phụ nữ của 21 trên 21 thôn bản đã góp phần quan trọng chung tay cùng toàn xã Triềng Mung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ tháng 10 năm 2017 tới nay, chương trình Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới của huyện Mai Sơn đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Hàng năm, huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện theo từng năm, thành lập 6 tổ công tác phụ trách các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đối với các xã còn lại, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách, chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch thực hiện. Để cái ngày về cơ sở nông thôn mới nó thực sự trở thành ngày hội, trở thành cái phong trào lan tỏa rộng khắp, thì trong thời gian tới huyện Mai Sơn cũng sẽ chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó tập trung vào việc thay đổi cái tư duy, những cái thói quen cũ của bà con nhân dân trong sinh hoạt, trong lao động, hình thành nên những cái tư duy thói quen mới để tạo nên cái nếp sống văn minh không chỉ ở khu vực đô thị mà còn ở khu vực nông thôn. Khi mà nhận thức và tư duy của mỗi một người dân thay đổi thì nó sẽ kéo theo những cái hành động tích cực hơn, và từ đó thì cái ngày về cơ sở nó không phải là ngày của cán bộ xuống làm giúp dân nữa, mà sẽ là ngày mà người dân sẽ tự thực hiện những cái công việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới của huyện Mai Sơn đã nâng cao ý thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Người dân đã chủ động hơn trong việc tham gia vào những phần việc cụ thể, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, cùng hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.